Đây, bữa nay mình đến ăn tính quay clip thôi nha cả nhà ơi. À, đóng vòng đi nha. Rồi nè mực nè cả nhà. Ó, tràn ra nè, cua nữa. Đó, mực nó tràn ra nè. Cua. Ôi ôi con số. Đó, mực ra nữa nè. Rồi. Mực nó nhiều nha anh. Lùm lúa rồi, lùm lúa mực rồi. Trời ơi nè, cả nhà thấy không? Nè. Bành bành không à. Khôn kìa. Như trong đó nó chặt ngách ra nè. Nhà thấy không? Cua nè. Mấy con cua này giờ nó sợ mực nha cả nhà. Trùm lên anh gặp hở anh sợ lắm, nó không có dám làm chuyện mực đâu. Cua này đại ca gặp mực xếp ghe nè. Rồi để anh nghe ghe lại rồi anh đổ cho cả nhà xem nha. Giờ nó tràn mực ra nè. Đây có mực nè. Bích chặt luôn. Cua này chắc lắm nè anh. Chắc ha, nhìn thấy biết chắc. Ở bắt cua cả nhà. Kỳ quá quay đây nè. Nghe cua luôn. Chú. Hồng trắng luôn đấy. Trắng nào. Chọn đồ đó, đồ của nhà.
quá trời mực coi. Mực này hơi nhiều anh ơi ha. Lấy á. Cua nó bao lên trên á. Cua như vậy. Con gì mà nó đỡ đậu lên nữa. Sam hả? Minh Đồng gan sắt cặp mắt trên lưng hả? Gan Sam nữa hả? Có ghẹ đây được không? Con là gấu nó cả nhà, con chim nó đi, con chim nó lớn nha cả nhà, gấu nè, con là gấu là không bao giờ cắn nha cả nhà, con lạc nó cắn nha, cho nó xuống sông đi. Bắt một chưa đi à? Ừ, về bự luôn. Ghé bỏ đâu đây hả? Tôi đang dục đây quá trời này không thấy hả? Ôi nó lên nè. Nhỏ quá rồi, cho nó xuống luôn cả nhà. Ôi ôi con khỏe. Bành ná luôn. Có lý ha, người mực nâu nâu chạy đâu sớm đó, mực hôm nay là mực nha cả nhà, nếu mà mưa xuống một cây nữa là đóng nhiều lắm. Rồi bỏ đây anh. Ừ. Chỗ này ưa đóng có đồ này ha. Đúng rồi. Mực nữa anh. Lầu chai luôn. Cua nè anh ơi. Chắc. Chắc trói ra. Hả? Mày trói ra. Để anh tưng mình trói ra. Mấy chục năm trong nghề rồi trói cua nó không được. Trời ơi, còn một đùm mực nữa cả nhà. Ui, cho nó ra hết luôn đi. Cua không có nhiều đâu, có chừng vài ký à. Mực. Mực nó bự dữ ta. Càng đồng luôn. Đó, thấy chưa? Đây là cái chỗ mà mình đánh là
này sợ đóng trùm nhất chứ cả nhà. Của anh là ngon nhất, mấy em kia không có lợi anh. Của bà nó nhờ mực, mực nó có giá này nè. Cái đen dâu xây qua đó mực. Mực nhai mực luôn. Trời, chạy cua gì mẹ nó cũng 89 con vậy. Chục con. Có tiền. Cua với mực là có tiền. Người đa năng rồi. Nó mấy người vậy khổ lắm. Chứ giờ ngày quá, ngày nào ngày thôi. Ngày nó phát triển được. Ngày mình không bệnh không phát triển được. Làm nhớ đổ lột hai nên nè, bự nè, dơ lên, bắt lên dơ lên chứ có gì á, bò con đó rồi chắc gì chắc dơ la, y là các bạn ơi, bà con à. Tôm cái nhớ. Tính ra mình ăn con ghẻ nó ngon hơn con cua không sao? Nó rẻ hơn, nó không có cái dây. Cái dây nó cũng rẻ hơn. Nó nhiều nữa. Nó nhiều nó đủ số tiền của mình. Cua gì khi 400-500 mà ảnh nó bự 300 gì. Cua dây hết. Cua thấy cái bà gì đó Sài Gòn lắm. Cua hay vô đó. Trời ơi. Vẫn như dây mà dây như quần áo, như lông vậy thôi. Xong rồi cả nhà. Tôm của trời. Không biết gì công hổ chán lắm. Chị à. Cái hổ cái sẵn. Cái hổ cái sẵn. Cái hổ cái sẵn. Nay có được con số không? Được số rồi. Được số rồi. Đây được mối chì với mối chú. Rõ tấp bốc mà của anh Miên anh cầu như cả nhà. Đây là cả nhà anh Miên, anh Miên cười dữ. Chào các bạn. Chào. Chào các bạn. Miên Miên lắc. Đây vậy như đây cũng khoảng được 200 lữ. Thấy khổ không? Bắt từ con này kêu con chấp bóc á, miền Nam á. Còn kỳ trong đây nhiều lắm anh Tấn à. Còn ở miền Tây với là ở miền ngoài không biết kêu con gì. Chắc kêu bằng con khai tràn nữa. Đây, mực. Mực của tôi á, ông cứu. Chở lên cho anh. Bạc khí à. Bạc khí rồi ca.
qua cái ruộng như thế nha. Cắt bóc. Sáng em mẹ em đang bán rồi, bán luôn cố rồi. Đây cái gì vậy à? Đó. Có màu đây. Nhiều. Chú 12 con đầu nó vô trong quà thảo biết được nhiêu ký ông vô bán à, ngoài đây có 200 à. Đường không cua đây các nhà ơi. Vô chứ 20 cũng không luôn nữa. Còn mới cua nhỏ nhỏ trong đây nữa. Đây là bổi thức ăn cho cá nha. Rồi hết phim chưa mấy anh? Chưa, trời ơi. Còn nữa nha. Đang lụm nè, thấy không cả nhà? Ăn được 4 ký tôm. Bốn cái tôm như mới cái bổi như mới cái tép bóc này của anh Miên nha. Miên đẹp trai, anh Miên đẹp trai nha. Miên lát. Lát. Có ghẻ lát. Anh Miên lát. Chào tạm biệt anh Miên lát với anh Năm ơi. Chào. Tôi với tôi cười thứ ba. Vậy đó.